Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thế Giới Từ Xa xin kính mời quý vị và các bạn xem một bộ ghép ấm chén từ xa siêu đẹp. Và video này cũng gửi cho bác Giang ở Sài Gòn nhé. Bác Giang ở Sài Gòn hôm trước có nhờ Thế Giới Từ Xa ghép họ cho bác cái bộ ấm chén này. Đấy. Đầu tiên là cả bộ đấy ạ. Đấy, Ang Trà Bát Nhã Tâm Kinh, Thiên Thanh Lê, Ấm Tử Sa Viên, Tăng Mạo Hồ, toàn bộ dát vàng 24K. Đấy. Chén Thiên Thanh Lê, chén Thiên Thanh Lê, chén này 60ml, chén Thiên Thanh Lê 60ml trị giá 90.000. Chén chủ Thiên Thanh Lê hoa sen vàng 200.000. Chọn bộ này là gồm có 5 chén con, 1 chén chủ và 1 ấm. Đây là một bộ ghép siêu đẹp. Ấm Tăng Mạo Hồ này là của một nghệ nhân rất là xinh gái, và đó là bà Lý Quyên. Đấy. Chứng thư sổ viết tay. Đấy, một nghệ nhân nữ rất là xinh gái. Bà Lý Quyên này sinh năm 1972. Rất nhiều tác phẩm đã đạt giải của Hội Mỹ thuật Giang Tô, Nghi Hưng, Trung Quốc. Rồi, xin mời quý vị các bạn thưởng thức bộ ấm chén. Đây là một bộ ghép nhé. Chén Bát Nhã Tâm Kinh có cả Ang đựng ấm chén hoặc là đựng để nước. Nước cực thẳng, nước mềm như một dải lụa luôn. Đấy, ngắt cực tốt. Đấy, được đẹp không quý vị? Ngắt cực tốt. Cực kỳ đẹp. Vâng, gửi video này gửi quý vị và các bạn, và đặc biệt là gửi Bắc Giang ở Sài Gòn. Bắc Giang có nhờ Thế Giới Từ Xa giữ chiếc ấm này cho bác. Đây là một phiên bản duy nhất ấm Tăng Mạo Hồ dát vàng 24K, cực đẹp. Tiếp đến mời quý vị xem một ấm Tứ Phương cũng cực đẹp luôn, cũng màu Thiên Thanh Lê. Bộ này đi với bộ ghép cũng rất là hợp. Đây quý vị và các bạn xem, 5 chén con, 1 chén chủ. 5 chén con, 1 chén chủ. 5 chén con, 1 chén chủ. Chén con Thế Giới Từ Xa bán lẻ là 90.000 một chiếc. Đúng đấy. Quý vị và các bạn mua hàng, xem hàng, cần tư vấn xin mời điện thoại theo số này ạ. 0917 828 1186. Đây là một chiếc ấm Tứ Phương, một bên là chữ thư pháp, còn một bên là vẽ trúc. Cái ấm này tương đối to, nó khoảng 500ml, dùng cho quý vị và các bạn nhà có nhiều khách, hoặc quần ẩm, hoặc các dịp lễ Tết nhiều khách, quý vị và các bạn có thể sở hữu chiếc ấm này. Và bộ này
À quên, Ang Trà là giá 980.000 nhé. Quên. Nước cực đẹp luôn, cực mịn. Nước chảy như một dòng lụa luôn. Nước tròn vo, ngắt cực tốt. Đấy, chảy như một dòng lụa. Ấm này là 510ml. Thế giới từ xa bán giá rẻ nhất Việt Nam luôn. 1.990.000. Không đâu có cái ấm to mà rẻ như này. Đầy đủ hộp. Vâng, Thế giới từ xa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Mọi tư vấn và mua hàng xin mời liên lạc theo số này ạ. Quý vị xem video xin mời đăng ký kênh để Thế giới từ xa có động lực để làm các video tiếp. Và cũng để quý vị và các bạn được chiêm ngưỡng những tác phẩm ấm từ xa đẹp, rẻ và đọc. Vâng, xin cảm ơn và chúc quý vị và các bạn sức khỏe, mọi sự thành đạt. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.